liệu bà Dũng có giúp được Tô Lâm vượt qua đại họa từ Trung Quốc đang chờ sẵn hay không, vẫn với điệp khúc gieo hy vọng nhằm đánh lừa dân chúng vào ngày 17 tháng 11 tại Cà Mau nhân ngày Đại hội Đoàn kết Toàn dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã lại ca bài khắc phục khi biểu hiện ở gần dân nhưng không hiểu tâm tư nguyện vọng của dân. Công luận đã có hỏi tại sao ông Tô Lâm lại về quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã có công dẫn dắt ông Tô Lâm lên đến đỉnh cao quyền lực với chức danh Tổng Bí thư, đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu điều đó có tương tự như câu chuyện vào ngày 5 tháng 7 khi Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25, quân khu 9. Đây là địa bàn chiến lược của ông Ba Dũng và ngay sau đó chưa đầy một tháng, ông Tô Lâm đã trở thành Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, việc Tổng Bí thư Tô Lâm về Cà Mau lần này trên danh nghĩa dự hội nghị nhưng đằng sau là câu chuyện ông Tô Lâm đến để xin ý kiến từ ông Ba Dũng trong lúc tình hình chính trường của nội bộ Đảng đang có nhiều dấu hiệu hết sức bất thường. Sau một thời gian, ông Tô Lâm được đánh giá là có chịu xuống thang. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm lại có những biểu hiện cho thấy vẫn không chịu khuất phục. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ để khẳng định quyết tâm giữ vững chủ quyền trên Biển Đông. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thách thức không nhỏ với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Quan trọng hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm không giấu giếm ý đồ trở thành trường hợp ngoại lệ duy nhất. Đây là lý do khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 trở nên quyết liệt, một mất một còn. Chưa hết, trong lúc này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đang nỗ lực hết sức mình để bình định và kiểm soát các phe nhóm. Cụ thể là phe cánh miền Trung của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhóm Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính, nhóm Nghệ An của ông Phan Đình Trạc, cũng như nhóm Hà Tĩnh của ông Trần Cẩm Tú. Theo giới thạo tin, các cá nhân và phe cánh ở trên đều có nhiều lực lượng đứng phía sau và các phe cánh này vẫn còn khả năng kết nối, liên minh với nhau và có thừa khả năng lật đổ ông Tô Lâm khỏi cương vị Tổng Bí thư. Và đây cũng chính là lý do bà Nhàn IC đã tiếp tục bị truy tố, kết án và bị Bộ Công an đòi dẫn độ từ Đức về Việt Nam. Cũng như câu chuyện sắp khởi tố bắt giam với cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại được nhắc đi nhắc lại. Những điều vừa kể trên chắc chắn có liên quan đến chuyến thăm Bắc Kinh cách đây ít ngày của đoàn đại biểu do ông Phan Đình Trạc dẫn đầu sang Trung Quốc để ý kiến, xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài ra, vụ bê bối mới đây trong chuyến công du ngoại quốc lần đầu tiên của ông Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia cũng vậy. Cố nhân viên cận vệ của Chủ tịch nước đã bị cảnh sát Chile bắt giữ và trục xuất ngay lập tức với lý do quấy rối tình dục một phụ nữ ở nước sở tại. Đây là một đòn rất đau cho ông Tập, vì cũng tương tự như ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã mất chức sau khi gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trước đó có ít ngày. Tương tự, chưa đầy một tháng sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, ông Lương Cường cũng gặp sự cố nghiêm trọng trong chuyến công du đầu tiên. Quan trọng hơn, cú chơi xỏ được cho là có bàn tay của Bộ Công an như vừa kể trên đã tặng cho ông Cường một tai tiếng suốt đời, khó có thể gột rửa cho được. Nghĩa là cả thầy lẫn tớ, Tập và Cường đều bị ăn đòn đau của Tổng Bí thư Tô Lâm. Liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kế sách hiệu quả nào để giúp cho đàn em Tổng Bí thư Tô Lâm vượt qua được đại họa đang chờ phía trước hay không? Sau Lương Cường, Phan Đình Trạc lại bất ngờ sang Bắc Kinh. Liên quan đến tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới thạo tin, từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 chỉ còn khoảng 13 tháng. Trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải giành bằng được chiếc vé trường hợp ngoại lệ để có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt. Việc ông đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm trở thành trường hợp ngoại lệ là vấn đề đương nhiên. Tuy vậy, cho đến nay, ông Tô Lâm vẫn chưa giành được sự đồng thuận của đa số Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là vấn đề không hề đơn giản. Theo nguyên tắc, nếu kết quả biểu quyết ông Tô Lâm là trường hợp ngoại lệ của Ban chấp hành Trung ương không đạt được quá bán, thì sẽ đồng nghĩa với việc Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải về nghỉ hưu sau hơn một năm ngồi trên ghế Tổng Bí thư ở tuổi 69. Vấn đề tuổi tác là vấn đề cực kỳ quan trọng với các thành viên tứ trụ khóa 13 này. Theo giới quan sát, tính đến đầu năm 2026, khi Đại hội 14 diễn ra, hai ông Tô Lâm và Lương Cường cùng ở tuổi 69, ông Phạm Minh Chính được 67 tuổi, ông Trần Thanh Mẫn sẽ ở tuổi 64. Theo quy định hiện hành và độ tuổi tái cử, cả hai ông Tô Lâm và Lương Cường đều phải đến tuổi về hưu, cũng như ông Phạm Minh Chính không đủ tuổi để ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Do đó, việc giành vé trường hợp ngoại lệ là câu chuyện không hề đơn giản. Theo giới quan sát, khả năng cao nội bộ Đảng sẽ đạt được phương án cả ba ông Tô Lâm, Lương Cường, Phạm Minh Chính sẽ cùng ở lại hoặc
cùng nghỉ hưu. Nhưng Tổng bí thư Tô Lâm lại không muốn như vậy. Theo ông Tô Lâm, trường hợp ngoại lệ cho Đại hội 14 chỉ có duy nhất một và chỉ có một mà thôi. Đây là lý do khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng bí thư tại Đại hội 14 càng trở nên quyết liệt, một mất một còn. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990, vì Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước, mà thực chất là sự đầu hàng vô điều kiện của ban lãnh đạo Hà Nội đối với Trung Nam Hải. Kể từ đó cho đến nay, bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Đó là lý do lãnh đạo Trung Quốc từng gọi ban lãnh đạo Việt Nam là những đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Cụ thể vào tháng 6 năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Khi đó, Hoàn Cầu Thời báo là một phụ bản của Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài viết với tiêu đề Trung Quốc thúc giục đứa con hoang đàng hãy trở về nhà. Đây là cách diễn đạt thể hiện thái độ hết sức trịnh thượng của Trung Quốc trong việc xử lý mối quan hệ với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một cách thể hiện tham vọng ảnh hưởng hoặc kiểm soát đối với Việt Nam. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua hay không? Ông Phan Đình Trạc hiện nay là người cầm đầu phe Nghệ An, là một đối thủ chính trị, đồng thời là người liên tục dòm ngó chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa qua đời. Có nhiều biểu hiện cho thấy các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Quảng Nam đã và đang nỗ lực liên kết với phe tướng lĩnh quân đội để chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là điều hết sức đáng lo ngại với chính trường Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn sẽ là con ma họ Hứa. Theo giới phân tích, không thể xem nhẹ khả năng Chủ tịch nước Lương Cường sẽ vươn lên nắm vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Và phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đã sử dụng chiêu độc tiên hạ thủ vi cường đối với Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia để tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác APEC 2024 tại Peru, đồng thời thăm chính thức một số quốc gia Nam Mỹ? Tổng bí thư Tô Lâm đã áp dụng độc chiêu và đã thành công với Chủ tịch nước Lương Cường bằng vụ bê bối của Thượng tá Lại Đắc Tuấn là điều có thật. Thật khó có thể biện minh không có bàn tay của Bộ Công an, nhất là mối quan hệ giữa hai ông Tô Lâm và Lương Cường, những nhân vật chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay được cho là không bình thường. Trên cương vị đứng đầu bộ máy đảng của ông Tô Lâm và người đứng đầu nhà nước của ông Lương Cường, cả hai đều có ảnh hưởng lớn tới sự ổn định chính trị và ảnh hưởng các chính sách cơ bản nhất của Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Bất kể cảnh báo cho rằng Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cần phải hòa hoãn hay phải tạm đóng băng mâu thuẫn này, tuy nhiên như đã thấy, ông Tô Lâm vẫn nhanh tay hơn. Điều này đã tạo ra một nỗi thất vọng khó có thể gột rửa cho ông Lương Cường. Kết quả của vụ tai tiếng là nỗi nhục quốc thể gây ra bởi một thành viên của đội an ninh cảnh vệ của Chủ tịch nước Lương Cường, được cho là kết quả của việc áp dụng chính sách chỉ tang mạ hòe của Tổng bí thư Tô Lâm, nghĩa là thay đổi chủ đề để tránh nhắc đến vấn đề mâu thuẫn và né tránh chủ đề tranh chấp quyền lực sẽ gây khó chịu trong đảng hiện nay. Đây chính là lý do trong thời gian gần đây, theo giới quan sát, ông Tô Lâm đã liên tiếp đăng đàn và đưa ra các chủ trương chính sách bằng các phát biểu hùng hồn, cụ thể như Việt Nam có 3 điểm nghẽn lớn nhất, đó là thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn và cần phải hoàn thiện thể chế hay việc đưa đất nước và dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Với cách nói mang tính mập mờ, mục đích của ông Tô Lâm là nhằm lôi kéo sự ủng hộ của số đông dân chúng, kể cả giới chức thức nhẹ dạ. Điều đó đã khiến cho một bộ phận không nhỏ dân chúng cảm thấy hồ hởi, phấn khởi. Nhưng khi đặt câu hỏi, Tổng bí thư sẽ hoàn thiện thể chế là hoàn thiện cái gì và tiến hành như thế nào thì không ai có câu trả lời cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vẫn phải đặt câu hỏi, bây giờ ai cũng nói hoàn thiện thể chế, nhưng hoàn thiện cái gì, hoàn thiện ở đâu, sao không chỉ ra cho người ta biết rõ để mà đồng thuận. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định Việt Nam vẫn tiếp tục kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội. Khi ấy, công luận mới ngã ngửa ra và hiểu rằng những tuyên bố của ông Tô Lâm chỉ là cách gieo hy vọng
cho dân chúng mà thôi. Thực chất đây là chiêu trò nhằm câu giờ, chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Đây là phong cách lãnh đạo đặc trưng của các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Họ chuyên nghề bán giấc mơ và hy vọng cho dân chúng. Và có một điểm chung, đó là nói rất hay, nhưng không bao giờ làm. Công luận cho rằng bất kể lãnh đạo nào khi mới lên chức cũng hô hào quyết liệt không kém thì Tổng Bí thư Tô Lâm. Tất cả bọn họ đều là những con ma họ hứa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn sẽ là con ma họ hứa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.